WHJ nhắc đến Việt Nam như điển hình của việc hành động sớm ngăn chặn được đại dịch. Các chuyên gia cho rằng các nước cần phải đầu tư để chuẩn bị ứng phó sẵn sàng cho đại dịch, cũng giống như họ chuẩn bị cho chiến tranh hoặc ngăn chặn các rủi ro quốc phòng, động nhanh gọn giúp ngăn chặn được đại dịch lây lan. Theo nhiều chuyên gia y tế được Wall Street Journal khảo sát ý kiến, một đợt đại dịch mới có thể bắt đầu theo cách như sau. Một vài người trong thành phố có triệu chứng sốt và ho, một số người đi đến bệnh viện, máy xét nghiệm lập tức phát hiện ra có những bất thường trong phổi của họ. Các nhà khoa học nhận thấy có mô hình lây nhiễm kỳ lạ trong các mẫu máu thu thập được. Số lượng những người bị ốm cũng có chung một nguyên nhân đang tăng lên. Cả hai hệ thống gửi cảnh báo đến giới chức y tế công cộng. Họ nhận diện được loại virus mới chỉ trong vòng vài giờ. Sau đó họ cử chuyên viên điều tra đến tận nơi để tiến hành cách ly và điều trị cho những người bị bệnh hoặc có tiếp xúc với người bị bệnh. Một trong những bài học quan trọng nhất trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19 chính là cần phải hành động nhanh. Khi khoảng thời gian ban đầu trôi qua, cơ hội tìm và ngăn chặn virus giảm đi rất nhiều. Ở giai đoạn ban đầu, bất kỳ một sai sót nào cũng không thể chấp nhận được. Đã từng có rất nhiều bài báo viết về việc chính phủ nhiều nước chậm hành động ở thời điểm ban đầu và sau đó phải trả giá nặng nề. Giới chức Trung Quốc vào lúc ban đầu đã không thể tìm được nguyên nhân của bệnh dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã không nhìn nhận đầy đủ về virus này. Nước Mỹ coi thường bệnh dịch, còn thành phố New York thì đóng cửa quá chậm. Nhìn chung, cả thế giới đã không hề chuẩn bị để đương đầu với một đại dịch quy mô lớn như vậy. Hơn 1 triệu người đã chết dù rằng đã có vô vàn lời cảnh báo và hàng tỷ USD được tiêu cho công tác chống dịch. Giới chức y tế công cộng và các nhà khoa học giờ đây đang nhìn lại đại dịch COVID-19 để tính đến cách để ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Việc chụp phổi và phân tích mẫu máu được tính đến như lựa chọn phù hợp. Các nhà khoa học cũng đang tính đến tìm ra một số công cụ mới để phát hiện ra tình trạng lây nhiễm trước khi việc lây lan diễn ra trên diện rộng. Đồng thời, củng cố hệ thống y tế công cộng, phát triển các loại vaccine, tăng cường hợp tác trên toàn cầu và phát triển WHO. Rủi ro bệnh dịch tương đương như rủi ro quốc phòng. Để có thể làm được điều này, các chuyên gia cho rằng các nước cần phải chuẩn bị để đầu tư, ứng phó sẵn sàng cho đại dịch, cũng giống như họ chuẩn bị cho chiến tranh hoặc ngăn chặn rủi ro quốc phòng. Sẽ cần đến nguồn vốn ổn định, chấp nhận chi tiêu thường xuyên để đảm bảo cho xã hội an toàn, ngay cả khi không có đại dịch. Nếu không có các khoản đầu tư như vậy, chính phủ nhiều nước sẽ khó lòng có khả năng ứng phó nhanh chóng, hành động nhanh sẽ giúp tránh được việc phải phong tỏa toàn diện. Giám đốc Viện Dị ứng Quốc gia Mỹ, ông Anthony Fauci nói, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những điều tệ như những gì vừa diễn ra. Trong những thập kỷ vừa qua, giới chức nhiều nước cũng đã dự phòng cho khả năng sẽ có đại dịch gây ra bởi một loại cúm mới tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 cho thấy, giới chức y tế sẽ cần phải dự báo và chuẩn bị cho một loại bệnh X với cách lây nhiễm chưa từng thấy. Có một điều chắc chắn, sẽ có đại dịch tiếp tục đến. Việc chăn nuôi động vật lấy thịt trên quy mô lớn, hoạt động phá rừng tràn lan và quá trình thay đổi kinh tế xã hội đã khiến cho việc lây nhiễm bệnh tật từ vật nuôi sang con người diễn ra dễ dàng hơn. Vì vậy, không ít chuyên gia y tế tin rằng bệnh dịch trong thế kỷ 21 sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Với sự hỗ trợ của giới chức y tế Mỹ, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống phát hiện đại dịch mạnh cũng như năng lực ứng phó tốt sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp SARS xảy ra vào năm 2003. Việt Nam hiện có hơn 1.100 ca lây nhiễm COVID-19 và 35 ca tử vong. Theo WHJ, giới chức Việt Nam đã bắt đầu rà soát tìm kiếm các ca bệnh từ đầu tháng 1/2020, đồng thời họ tiến hành cách ly nhanh chóng người có bệnh. Giới chức Việt Nam đồng thời đã theo dõi chặt chẽ những người có tiếp xúc với người bệnh và cả những người liên quan đến họ. Tất cả những ai nhập cảnh đều phải cách ly. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.